Sài Gòn TV sẽ có chương trình phát hình thánh lễ cho giáo dân công giáo. 6 giờ sáng, thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trên băng tần 56.10 và 14.2. 8 giờ 30 sáng, thánh lễ hàng ngày trực tiếp từ Trung tâm Công giáo Việt Nam trên băng tần 14.2. 8 giờ 30 sáng Chủ nhật, thánh lễ trực tiếp từ Trung tâm Công giáo Việt Nam trên băng tầng 56.10. Kính mời quý vị nhớ đón xem chương trình trên đài Little Saigon TV bằng tầng KDOT 56.10, KPOM 14.2 hoặc trên website littlesaigontv.com.